Mayweather tiết lộ lý do hòa Tyson Fury đáng tiếc vì chấn thương tay. Tại cuộc chạm trán đầu tiên với Tyson Fury, Dan Mayweather đã gặp một chấn thương tay. Huấn luyện viên của anh đã tiết lộ điều đó cùng vài lời về Fury. Năm 2018, Tyson Fury đã áp đảo đương kim vô địch Dan Mayweather xuyên suốt trận đấu, nhưng bấy nhiêu là không đủ để lật đổ nhà vô địch WBC. Trận tài đầu sắp tới được hứa hẹn là sẽ kết thúc với những gì còn dang dở của hai võ sĩ hàng đầu hạng nặng. Jay Diaz, huấn luyện viên của tay đấm người Mỹ rất tự tin vào trận tài đấu này vì Dan Thay đã không bị kìm hãm bởi chấn thương giống như trận đấu đầu tiên. Lần trước khi đấu với Fury, Dan Thay có một chấn thương ở cánh tay, mặc dù nó đã lành trước trận đấu nhưng vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Dan Thay Wilder đồng thời cũng rất nhẹ cân và không ăn uống đầy đủ, lẽ ra anh ấy cần làm vậy. Lần này anh ấy rất khỏe mạnh và sẵn sàng đốt cháy cả sàn đấu. Mọi thứ đang rất tốt. Những trận đấu tập diễn ra rất hoàn hảo và chúng tôi đang mong chờ trận đấu sắp tới. Jay Deas, huấn luyện viên của Dan Thay Wilder nói về chấn thương. Về phía Tyson Fury, anh đã tham gia với đội ngũ huấn luyện viên mới với tham vọng knockout nhà vô địch WBC. Fury đồng thời cũng tăng cân nhiều hơn so với trận đấu đầu tiên. Dù vậy, Deas tin rằng anh đã có phương pháp giải quyết những chiến thuật của tay đấm người Anh. Tyson Fury có thể nói bất cứ thứ gì mà anh ta muốn nói về trận đấu. Nhưng dù cho chiến thuật của gã đó có như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi đều có phương án cho nó. Liên quan đến cân nặng, đằng nào thì gã đó cũng là một gã to xác. Hạng nặng không nên để vóc dáng ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Chừng nào mà hạng nặng vẫn tập luyện chăm chỉ và ăn uống tốt, thì cân nặng vẫn chỉ là cân nặng. Tài Sơn vẫn sẽ di chuyển tốt dù hắn nặng 270 pound đấy thôi. Deas nói về Tyson Fury. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dylan White tiết lộ bí mật sốc Vladimir Klitschko từng đấm bất tỉnh Dan Tywelder. Dylan White đã bắt đầu dùng đến những chiêu bài hạ sách để tìm kiếm một trận đấu với nhà vô địch WBC hạng nặng, Dan Tywelder. Nhà vô địch tạm thời WBC Dylan White đã quả quyết rằng Vladimir Klitschko từng đấm Dan Tywelder đến bất tỉnh trong một buổi đấu tập. Vladimir Klitschko vào thời điểm đó đang là nhà vô địch hạng nặng huyền thoại người Ukraine đã từng chọn Welder, White và cả Anthony Joshua làm bạn tập trong khoảng thời gian ấy. Dylan White chia sẻ về khoảng thời gian làm bạn tập với Kilisko. Tôi chỉ đang cố học hỏi thêm mà thôi, và tôi thấy anh ấy, Kilisko, đánh gục tất cả mọi người. Tôi đã nghĩ, ông không nốc ao nổi tôi đâu. Tôi bước vào sàn đấu đối đầu với Kilisko. Anh ấy đấm gãy mũi Satan tôi vẫn khăng khăng rằng anh ấy không thể knock ao được tôi và rồi tôi bước lên đài với kilisco bọn tôi đánh khá hăng rồi nó trở thành ẩu đả thật tôi bị đuổi về nhà vì chuyện đó đấy không chỉ thoải mái nói chuyện liên thiên về những việc đánh lộn đồng cơ đồng kèo với kilisco ra sao wile còn nhấn mạnh việc trông thấy delta welder bị đánh bất tỉnh tôi thấy hắn bị knock ao đấy vladimir đã đấm hắn bất tỉnh hắn biết chuyện gì đang diễn ra Hắn đánh đấm một cách điên loạn, Vladimir chỉ cần lùi về một chút, đổi lại chiến thuật, di chuyển, đánh nhả, đánh nhử, giáp bụng, rồi quất một cú móc trái tiễn Welder đi ngủ thẳng cẳng với hai tay giơ lên trời. Đó không phải là một cú đánh ngã, Welder bị đánh đến bất tỉnh cơ, đó là lý do mà đội của hắn chẳng bao giờ dám để hàn đấu với Vladimir cả. Dylan White quả quyết Dylan White đã phạm phải điều sai lầm trong luật bất thành văn của giới boxing nhà nghề không bao giờ được phép tiết lộ kết quả đấu tập của đồng nghiệp khi không được phép. Có vẻ vì đã bị bỏ mặc quá lâu, Dylan White đã phải chơi nước cờ mạo hiểm như thế này, chỉ để giành được một suất tranh đai với Dan Thigh Wilder. Tuy tính chất của lần chat talk này khá nghiêm trọng, nhưng nếu xét lại, có thể thấy rằng Dylan White đã giữ chức vô địch tạm thời của WBC quá lâu. Theo thông lệ, nhà vô địch tạm thời sẽ là đối thủ bảo vệ đai bắt buộc của nhà vô địch chính thức. Tuy nhiên trong 2 năm qua, Welder đã qua hết thảy những Fury, Austin, Blazer và vẫn bỏ quên kẻ thách thức xứng đáng đi lên ngoài. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Dan Roder Joshua Fury được vinh danh bất ngờ sau loạt trận tranh đai quyền anh hạng nặng 2019. Tạp chí The Ring, hay còn được gọi là kinh thánh của boxing, đã bầu chọn Canelo làm tay đấm số 1 thế giới. Ngoài ra, tạp chí này cũng đã bầu chọn những hạng mục xuất sắc nhất năm khác. Vào tháng 5 năm 2019, Canelo đã chiến thắng tay đấm người Mỹ Daniel Jacob. 6 tháng sau đó, thần tượng quyền Anh xứ Mexico đã từ hạng cân Middleweight tăng lên Light Heavyweight và đánh bại nhà vô địch WBO người Nga Sergei Kovalev. Tạp chí The Ring tin rằng anh xứng đáng với giải thưởng võ sĩ của năm cùng vị trí đầu bảng Pau for Pau. Trận đấu của năm Naoya Inoue và Nonito Dorai Cuộc so tài diễn ra tại nhà thi đấu Super Arena thuộc thành phố Saitama, Nhật Bản. Cả hai võ sĩ đã rất cân sức từ hiệp đầu đến phút cuối cùng. Suốt 12 hiệp đấu, Naoya Inoue và Nonito Dorai đã liên tiếp đôi công đổi đòn, nhìn ra điểm yếu trong chiến thuật của đối thủ và khai thác điểm yếu đó. Những khán giả dưới khán đài lần đầu tiên được theo dõi thông qua màn ảnh rộng đều khó mà dự đoán xem ai có thể chiến thắng. Sau hiệp đấu cuối cùng, Inoue đã trở thành người chiến thắng với bảng điểm xít sao 114-113, 116-111 và 117-109. Cú knockout của năm, Dan Thay Wilder knockout Luis Ortiz hiệp 7. Trong trận đấu bảo vệ đai WBC hạng nặng, Dan Wilder đã gặp không ít khó khăn trước chiến thuật thi đấu hiệu quả của Luis Ortiz. Tuy nhiên tại hiệp 7, Dan Wilder đã tung ra một cú đấm tay sau như trời giáng, phá tan chiến thuật của Luis Ortiz và bảo vệ đai thành công. Chiến thắng bất ngờ nhất năm, Andy Ruiz hạ gục Anthony Joshua trong trận đấu đầu tiên của Anthony Joshua tại Mỹ, nhà vô địch người Anh đã đối đầu với tay đấm Mexico Andy Ruiz. Tưởng chừng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng, Anthony Joshua đã bị áp đảo hoàn toàn trước lực đấm của đối thủ và đành phải tạm thời rời xa đai vô địch. Sự kiện của năm, Andy Ruiz đấu Anthony Joshua lần 2. Trận tài đấu tranh 4 đai hạng nặng này chính là sự kiện quyền Anh được chờ đợi nhất năm 2019. Tại trận tài đấu này, Joshua đã chứng minh rằng anh có thể vượt qua ám ảnh của thất bại và một lần nữa trở thành nhà vô địch. Hiệp đấu của năm, Andy Ruiz và Anthony Joshua, hiệp 3. Tại hiệp 3 của trận đấu đầu tiên, Anthony Joshua đã khiến Andy Ruiz phải đổ gục xuống sàn. Thành công này đã khiến cho Joshua nghĩ rằng anh có thể sớm kết thúc trận đấu. Joshua bắt đầu đôi công đổi đòn với Ruiz, tiếc thay đây chính là sở trường của tay đấm người Mexico. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Crowder sa thải ông bầu cũ vì sợ phải đại chiến Anthony Joshua, thống nhất đai hạng nặng. Ông bầu cũ của Dan Tywader, Lou DiBella, mới đây đã quyết định công khai lý do khiến ông bị sa thải khỏi công việc cáp trận đấu cho nhà đương kim vô địch WBC hạng nặng. Ông bầu danh tiếng, ứng viên sáng giá của sảnh danh vọng, Lou DiBella, đã là người cáp trận tranh đai cho Dan Tywader từ năm 2015 đến 2018. Tuy nhiên trong khoảng thời gian sau trận hòa với Tyson Fury vào tháng 12 năm 2018, Di Bella bất ngờ bị đánh mất vai trò cáp trận cho Dan Wilder. Vào đầu năm 2019, khi mọi người đang mong chờ trận đấu giữa Joshua và Wilder thành hiện thực, DJN, công ty đang quản lý Anthony Joshua đã thể hiện mong muốn được thầu trận đấu trong mơ của hạng nặng. Nhưng miếng ngon thì lắm người tranh. Bên cạnh DJN, các công ty quản lý của Dan Wilder như Showtime và Fox cũng không muốn nhượng bộ. Để tìm ra tiếng nói chung, Luz Di Bella đã sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ông Welder, and Haymoon và Finsker để nói chuyện với chủ tịch điều hành của DAZN, ông John Skipper. Di Bella cho biết, mối quan hệ công việc giữa tôi và Dan Thay Welder chấm dứt khi tôi sắp xếp buổi gặp mặt với DAZN. Ông bầu người Mỹ nói thêm, tôi đã làm gì Tôi đã liên hệ với mọi người trong thị trường để có thể tạo ra được một điều kiện tốt nhất, kiếm nhiều tiền nhất cho võ sĩ của tôi. Đó chẳng phải là trách nhiệm của một ông bầu như tôi sao. D.A.Z.N. sau đó đã đưa ra mức đề nghị 100 triệu đô la cho Dan Welder để được thầu 3 trận đấu là Dominic Blazer, đối thủ bắt buộc từ WBC, và hai trận đấu với Anthony Joshua, hợp đồng yêu cầu. Dù ban đầu Welder khá hứng thú với lời đề nghị, anh lại bất ngờ quay ngoắt ở phút cuối và quyết định trung thành với Showtime và Fox. Kể từ trận đấu với Blazer thuộc Showtime, Luz Tibela đã không còn dính líu gì đến Dan Wilder nữa. Cũng thật khó hiểu cho Dan Wilder khi đã từ chối đề nghị của DAZN 100 triệu đô la với cơ hội trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên sau hơn 20 năm. Hiện tại, bộ ba Welder, Fury và Joshua vẫn đang đấu khẩu quyết liệt. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của trí thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo.